khi Dodri đá chính, Man City đã trở lại là chính mình. Man City đã gặp rất nhiều khó khăn kể từ khi Rodri phải nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận đấu với Nottingham Forest. Tiền vệ người Tây Ban Nha bị treo giò 3 trận tại đấu trường quốc nội và tính đến thời điểm hiện tại, The Citizens đã nhận 2 thất bại. Cụ thể, đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola bị Newcastle loại ngay trận ra quân Cúp Liên đoàn khi thất bại 0-1. Sau đó, tại Ngoại hạng Anh, Man City tiếp tục nhận thêm một trận thua sát nút với tỷ số là 1-2 khi đối đầu với Wolves. Những kết quả này khiến không ít khán giả bất ngờ. The Citizens là một trong những đội bóng có chất lượng nhân sự hàng đầu thế giới và khi thiếu vắng đi Rodri, họ vẫn còn đó hai cái tên không hề tồi ở vị trí tiền vệ phòng ngự là Calvin Phillips và Matheus Nunes. Nhưng rõ ràng, không ai có thể khỏa lấp được khoảng trống mà Rodri để lại. Trong trận đấu gần nhất gặp Leipzig tại Champions League, khi Rodri không bị treo giò và quay trở lại đội hình xuất phát, Man City đã tìm lại được niềm vui chiến thắng. Có vẻ như ở thời điểm hiện tại, không phải Kevin De Bruyne hay Bernardo Silva, Rodri mới chính là nhân tố quan trọng nhất trong sơ đồ của huấn luyện viên Pep Guardiola. Và khi mà anh vắng mặt, lối chơi của Man City cũng cần có những sự điều chỉnh nhất định với một cá nhân mang hơi hướng phong cách giống anh. Vì sao ư? Hãy cùng Yêu Bóng Đá 5 Go đi tìm hiểu ngay sau đây. Nhưng trước đó, các anh em khán giả của kênh đừng quên để lại một like, một subscribe và nhấn vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ sản phẩm nào của kênh nha. Ngoài ra, xin giới thiệu với các bạn muốn xem trực tiếp tất cả các giải đấu bóng đá tốc độ nhanh, Full HD và hoàn toàn miễn phí, hãy truy cập ngay vào 5go.com cực xịn sò. Nơi đây sẽ cho các bạn nhìn thấy từng đường bóng nét căng và sống trọn cảm xúc với bộ môn túc cầu giáo. Còn bây giờ, nội dung chính xin phép được bắt đầu. Với việc chiêu mộ thành công Jeremy Doku ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, nửa xanh thành Manchester hiện đang có một dàn nhân sự vô cùng trẻ trung và đầy tốc độ trên hàng công. Nào là Julian Alvarez, Jeremy Doku, Phil Foden, Matheus Nunes, Oscar Bob, Erling Haaland. Trên thực tế, thành công của Man City ở mùa giải trước nói riêng và của các đội bóng được huấn luyện viên Pep dẫn dắt trong quá khứ nằm ở sự cân bằng giữa việc kiểm soát bóng và tấn công trực diện với những nhân tố tiêu biểu như Ilkay Gundogan, David Silva hay Xavi. Nhưng với việc có một dàn nhân sự cực chiến trên hàng công với những cái tên bao gồm Phil Foden, Julian Alvarez, Erling Haaland và Jeremy Doku, nhiều người hâm mộ cho rằng huấn luyện viên Pep Guardiola đang có ý định thay đổi lối chơi của Man City so với mùa giải trước. Bản thân chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng thừa nhận ông và ban huấn luyện quyết định chiêu mộ thêm các cầu thủ có khả năng đi bóng tốt ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua nhằm tăng thêm tính đa dạng cho lối chơi của The Citizens. Nhưng điều đó lại không hề đồng nghĩa với việc Man City sẽ thay đổi hoàn toàn triết lý. Đúng là ở trận đấu gặp Wolves vừa qua tại Ngoại hạng Anh, huấn luyện viên Pep Guardiola sử dụng đội hình chính gồm cả 4 cầu thủ là Phil Foden, Julian Alvarez, Erling Haaland và cả Jeremy Doku. Nhưng đó là bởi chiến lược gia người Tây Ban Nha không còn lựa chọn nào khác. Trong cuộc họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Pep Guardiola chia sẻ rằng nền tảng cho sự thành công của Man City ở mùa trước là John Stones, Rodri, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan và Jack Grealish. Nhưng ở thời điểm hiện tại, có người đã ra đi, có người bị treo giò, có người bị chấn thương hay gặp vấn đề về thể lực. Vì các lý do khác nhau, tôi không có được nhiều lựa chọn về mặt nhân sự ở trận đấu gặp Wolves tới đây trên sân Molineux. Man City là một đội bóng nổi tiếng với sức mạnh tấn công áp đảo và nền tảng cho điều đó là khả năng kiểm soát bóng và điều chỉnh nhịp độ trận đấu. Ở mùa giải trước, Rodri, Ilkay Gundogan và cả Kevin De Bruyne là những người đảm nhiệm điều đó. Còn với bộ tứ Phil Foden, Julian Alvarez, Erling Haaland và Jeremy Doku, Man City có thể vô cùng tốc độ và mạnh mẽ trong các pha lên bóng, nhưng họ lại thiếu đi sự bình tĩnh. Đó không phải là những cái tên có thể làm tốt nhiệm vụ kiểm soát thế trận, kiểm soát nhịp độ trận đấu. Ngay trận đấu gặp Leipzig vừa qua tại Champions League, khi Rodri không bị treo giò, mọi thứ có vẻ như đã quay trở lại đúng với quỹ đạo của Man City. Ở đầu mùa bóng này, huấn luyện viên Pep Guardiola chia sẻ rằng nếu cần ưu tiên khả năng kiểm soát bóng, ông sẽ lựa chọn Mateo Kovacic hoặc Rico Lewis đá chính thay vì Phil Foden hay Julian Alvarez. Và đó chính là điều một chiến lược gia người Tây Ban Nha đã làm ở trận đấu gặp Leipzig. Julian Alvarez, Jeremy Doku đều vào sân từ ghế dự bị. Có những cái tên được lựa chọn ở đỉnh xuất phát là Phil Foden, Rico Lewis cùng Jack Grealish và Bernardo Silva. So với Doku, Grealish có thể thua kém về khả năng dè dắt, nhưng cầu thủ người Anh lại biết cách gây áp lực lên hàng phòng ngự đối phương và giữ vị trí, cầm nhịp tốt hơn so với người đàn em. Bên cánh phải, Bernardo Silva cũng thường xuyên di rộng hơn để kết nối với các vệ tinh xung quanh, qua đó giúp Man City kiểm soát thế trận tốt hơn. Những pha đua tốc độ đã ít xuất hiện hơn, nhưng thay vào đó, nhịp độ trận đấu hoàn toàn nằm trong tay nhà đương kim vô địch. Với những gì huấn luyện viên Pep Guardiola đã chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu,
Khả năng cao thì đây sẽ là đội hình được Man City sử dụng ở cuộc đại chiến với Arsenal vào cuối tuần này. Cụ thể, chiến lược gia của Tây Ban Nha cho biết, Leipzig không tạo ra được nhiều cơ hội trước chúng tôi, nhưng mỗi pha chuyển trạng thái của họ đều vô cùng nguy hiểm. Trời ơi, các cầu thủ của họ nhanh vô cùng. Man City cũng đã từng gặp nhiều khó khăn với các pha chuyển trạng thái nhanh của Leipzig ở mùa giải trước. Do đó, tôi quyết định chỉ định các học trò chơi chậm lại và gia tăng khả năng kiểm soát. Dẫu không tổ chức được các tình huống tấn công nhanh, nhưng tôi tin nếu Man City có thể lên bóng chắc chắn với 15 hay là 20 pha chạm bóng, chuyền bóng, mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp. Jack Grealish và Bernardo Silva là những nhân tố cực kỳ phù hợp cho yêu cầu trên. Và sự thật là hôm nay, Man City đã thi đấu tốt, rất tốt trước Leipzig. Tất nhiên với một bộ não thiên tài và cũng có phần khó hiểu như là Pep Guardiola, rất khó để khẳng định ông sẽ sử dụng cầu thủ nào ở vị trí nào, nhưng khả năng cao, Pep vẫn sẽ sử dụng đội hình chính với những cái tên tương tự trong cuộc so tài với Arsenal. Nhất là khi thi đấu trên sân khách, sự chắc chắn và khả năng kiểm soát sẽ là thứ mà The Citizen ưu tiên hơn. Dù có màn thể hiện không tồi ở trận gặp Leipzig khi vào sân từ ghế dự bị với mỗi người một pha lập công, bộ đôi Jeremy Doku và Julian Alvarez có lẽ sẽ tiếp tục không xuất hiện ở đội hình chính trong trận gặp Arsenal. Vậy ai sẽ thay thế vị trí mà Rodri để lại? Phòng trường hợp mà bạn đã quên, với chiếc thẻ đỏ trực tiếp ở trận đấu gặp Nottingham Forest, Rodri sẽ vắng mặt trong 3 trận đấu và cuộc so tài với Arsenal sẽ là trận đấu thứ 3. Huấn luyện viên Pep Guardiola đã sớm có câu trả lời cho vấn đề này. Đó là Rico Lewis, một sao mai rất triển vọng đã lên từ đội 1 từ mùa giải năm ngoái. Cũng trong buổi họp báo sau trận thắng Leipzig, chiến lược gia sinh năm 71 chia sẻ rằng Rico Lewis thi đấu rất tốt, không thể tin được là cậu ấy mới chỉ 18 tuổi. Tôi đã làm huấn luyện viên đến nay được khoảng 14-15 năm rồi. Đã làm việc cùng không ít ngôi sao hàng đầu rồi và Rico Lewis là một trong những người giỏi nhất tính đến thời điểm hiện tại. Cách cậu ấy di chuyển, tận dụng khoảng trống vô cùng xuất sắc. Để nhận được những lời ca ngợi ấy từ huấn luyện viên Pep Guardiola, Rico Lewis chắc chắn không phải là một tài năng trẻ bình thường. Ở trận đấu gặp Leipzig, cầu thủ người Anh đã đem đến cho Man City sự cân bằng trong lối chơi và quan trọng hơn, khả năng kiểm soát và điều chỉnh nhịp độ thi đấu cho toàn đội. So với trận thua Wolves, người ta nhìn thấy một tuyến giữa Man City trở nên chắc chắn hơn, trong bối cảnh mà John Stones chưa chắc khả năng ra sân, còn Rodri bị treo giò. Cơ hội khả năng cao sẽ lại tìm đến với Rico Lewis. Còn với Man City, họ đã tìm ra được một nhân tố tạm khỏa lấp được khoảng trống mà ngôi sao người Tây Ban Nha để lại. Ở trận đấu với Arsenal, có thể The Citizens sẽ không tấn công dồn dập, không đua tốc với các cầu thủ đối phương. Nhưng chắc chắn, đoàn quân huấn luyện viên Pep Guardiola sẽ cho thấy khả năng kiểm soát thế trận một cách tuyệt vời với một chiếc công tắc mang tên Rico Lewis ở khu vực trung tuyến. Hãy chờ mà xem.